Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa tuyên bố nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2017-2018 nhờ vào đà hồi phục kinh tế diện rộng ở châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Đà hồi phục kinh tế hậu khủng hoảng của toàn thế giới đã vững vàng hơn ở nhiều nền kinh tế lớn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo trong năm nay, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,6% và 3,7% trong năm sau. Chúng tôi đã nâng mức tăng trưởng tăng thêm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đây và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,2% của năm 2016. Theo chuyên gia kinh tế trưởng của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chủ yếu nhờ vào sự đóng góp của các nền kinh tế lớn như châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, cũng như các thị trường mới nổi ở châu Á. Tại các thị trường mới nổi, mức tăng trưởng năm nay có thể rơi vào khoảng 4,2% và khoảng 4,9% trong năm sau.